Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Arduin. Mới mua tức thì luôn. Đây, mình mới mua tức thì luôn. Mình mới chơi có một trận thôi. Đấy, mới chơi một trận test thử vị tướng Arduin này là xem nó mạnh mức độ nào. Đây, đây là trận thứ hai của mình luôn. Đấy, trận này thì thắng 100%. Trời ơi, trang bị của mình thì mình thấy trang bị thứ hai này tuyệt vời ông mặt trời luôn. Mặc dù nó là trang bị mặc định nhưng mà mình thấy nó khá hợp với cả vị tướng Arduin này. Mình quyết định sử dụng cái bộ trang bị đó luôn nha mọi người. Mới vào đây thôi, anh này đã đứng đây làm gì? Lúp lùm cướp bùa này. Hôm trước thì có mấy bạn kêu mình làm clip về vị tướng Elsu lúp lùm cướp bùa đi. Này thì cướp bùa này, quánh nhau éo càng cua. Cướp không? Thích cướp không? Này thì cướp bùa này. Ai cho mà đòi cướp? Vớ va vớ vẩn. Bạn nghĩ rằng ranh này ranh đồng nhỉ? Trời ơi, tính làm gì? Lúp lùm làm gì? Vớ va vớ vẩn. Tôi không cướp thì thôi, ông mới dám ý ai ở đây à? Quánh như trên luôn đấy chưa? Đấy mà dầu xảo hả? Tăng hình này. Trận nào cũng gặp cái con tường gì nhỉ? Elsu đấy. Trời ơi, sao mà nhiều dữ vậy không biết đấy. Đứng ở ngoài bắn tỉa thôi đúng không? Sướng mà. Trời ơi, cứ đứng mà tỉa thế ai mà không sướng. Ấy, nó bắn mình kìa. Trời ơi là trời. Tôi mà có cơ hội tôi áp sát. Đây, con hàng đây rồi. Có tốc biến không? Không có tốc biến thì đứng lại đó mà bắn này. Ơ sợ tốc biến này, quá muộn rồi anh ơi. Biến sớm đi. Qua đứng lại mà tỉa mình ấy chứ. Ghét cái mặt yêu cái mông, đập cho chết luôn đấy chứ. Do anh em mình lại chả có thương tình là đồng đội gì hết trơn ấy. Không phải thương tình đồng bọn gì hết trơn, đồng bọn AD của nó đấy. Mà nó đâu có thương đâu. Nó đánh cho quéo càng cua, nó đập cho lòi cái mắt ra. Ờ đấy mà đứng đó mà tỉa. Thấy mà ghét hả? Bây giờ mình đi về rồi. Mấy bạn đang bị tao nó ăn hành à? Ôi giời, Joy ơi là voi. Sao anh này nằm xuống sớm thế? Trời ơi là trời. Ngon. Mày quá à, để chết. Anh voi anh chết quéo càng cua luôn. Tem nó đông quá thì phải. Dừng tem mình thế méo nào cấp 4 là không thấy ăn rồng này à? Dừng ơi. Dừng à, chơi nó luôn này. À còn lôi vào đấy chứ. Vãi hàng, Alistair bạn tốc biến nhanh đấy. Em xin con rồng. Không xong rồi. Rồng rắn gì thế này? Thế méo nào dừng lại chả quan tâm đến rồng gì hết trơn. Đây. Đi đâu mà vội mà vàng. Hãy xem đây, bụp chết này. Xảo dữ nè. Hỗ trợ được 3 mạng luôn, ngon. Ngọt sớt liền. Thơm không, khoai lắm. Nói chung là bây giờ nó nên cho mấy cái món phụ trợ cho những vị tướng support. Mình cảm thấy nó khá là ngon. Khi mà mình hỗ trợ hoặc là mình giết được người một cái này, tăng kinh nghiệm và tăng vàng cho mình. Trời ơi, đảm bảo các bạn không mê chứ mình khoái lắm. Úi giời, do này. Sao này nó bắn đồng đội mình là thế nào vậy? Nghĩ sao vậy? Hả? Đồng đội đứng của nó biến về mà lỡ đồng nào bắn nó xuyên tai ha. Mẹ mày là hụt đấy. Nó tí nó trúng đồng đội một cái tôi nó lại mất tóc. Nguy hiểm. Lệnh bài không thần là cái món mà mình thấy thích nhất. Đó. Thật sự luôn. Mình rất là thích luôn cái lệnh bài không thần ấy. Trong mình lên kể cả những vị tướng xạ thủ đâu, những vị tướng trợ thủ hay là những vị tướng đấu sĩ toàn đi support, mình toàn lên cái món này không. Chả lên mấy món kia bao giờ. Tại vì cái này nó có cái lớp giáp ấy. Bụp cho một phát này, trời ơi còn tí máu kia mấy cậu ơi. Trời ơi, nó còn một miếng máu thôi. Yếu quá, đứng đây một núp này, ơ, về rồi à, chơi không. Trời ơi, bạn ulti tớ mất máu quá. Trời sợ quá đi mất rồi. Sợ quá. Hết cả hồn. Này thì bay vào mà kiếm chuối này. Ui trời ơi. Sao em quăng một cái cây chiêu cuối của cái. Nó lại chạy xa con Slim nó 8 cái số này thế nào. Thế này thì làm sao mà đánh được. Bay vào đây. Nhịp độ trận đấu này nó khá là nhanh đấy. Khi mà vị tướng Chona rồi vị tướng Alistair tên mình kia nó cứ lao lên đường trên này đánh nhau y dèo nãy giờ. Đang đẩy nhanh trận đấu này vậy. Này thì núp vậy. Núp này. Dân chơi không sợ mưa rơi đúng không? Núp này. Đập thì chết luôn. Núp này. Đằng đằng sau này cậu ơi. Con đấy ạ. Ủa ôi. Có trông nàng ngon thế. Ôi có hàng luôn á. Vái lúa. Ăn mạng luôn rồi con Elsu à. Hay lắm. Ừ, ăn lính đây kệ đi. Kệ ơi, đánh mình có tí máu rồi. Ê, bậy rồi, quá bậy rồi. Trời ơi, tôi tính chờ đánh thêm vài cái nữa mà tí nó đánh tụi mình chết luôn. Thôi đi về, đấy, về quê đi cấy đi cày. Bây giờ có ngọc, có ngày phong lưu, này. Trời ơi, chùm hỗ trợ ở đây chứ đâu.
Trời, hồi nãy thì cũng gặp AD theo mình này này. Cái ông AD này này. Đấy, hôm nãy cũng đi support. Support cho nó. Xanh, nó xanh, nó khoai lắm. Trận này vừa vào cái này gặp nó liền cái này. Ôi trời ơi, chào, mừng dấm giết luôn. Cứ lúc mà chọn tướng, ôi trời ơi, mừng hấm nứt luôn. Quái lên, trời ơi, support vì thế này cơ mà. Sao lại không quái đúng không? Ê, quay. Alexio làm gì đứng vậy? Rồi, anh Triệu Vân đây. Anh Triệu Vân ơi, có về được không? Ra đây, chạy vào đây, có cấp cứu, có vô chờ đây. Rồi, xong, anh ấy hết đường về rồi. Em không thể nào mà cứu anh ấy được. Nếu mà chạy cho về, chạy cho mình có bút phụ trợ cho, chạy cấp cứu cho thì có thể sống được rồi. Tại vì cái chiêu mục của mình có thể hất tung được em địch nữa. Nhưng mà anh ta đã chọn cái phương pháp gọi là giao cấu, giao đấu với tên bạn luôn. Vì thế nên anh ấy nằm xuống rất là nhanh. Này, làm sao mà đấu lại cho nó được, cho nó đông như quân nguyên thế. Sao bạn đấu lại được đúng không? Rồi, trụ đứng giữa mất rồi, trụ đứng che mất rồi. Còn mỗi cái trụ đứng giữa thôi. Giờ hú hí hù hì một cái, lâm được cái trụ đứng giữa cái là ngon ngay. Úi giời ơi, nãy giờ chưa giết được mạng nào anh em ơi. Cảm giác thấy mình nó cứ vế vế làm sao ấy. À không, đây là mình tướng thì hỗ trợ mà. Mẹ đi support mà đòi ăn mạng à? Vế cái gì mà vế đúng không? Đó, đi ganh đồng đội là chính tôi. Tôi đúng là một con người ham ăn ham uống. Ham ăn mà tục uống này. Cứ là không ăn được mạng cái là buồn. Chơi nó luôn này. Bay lên này. Ái chà chà, bay lên không nổi rồi. Nặng mông quá bay không nổi rồi. Đấy, đấm nó mà cuối cùng nó ăn nhiều. Cái mông nó nặng quá, ăn bay không nổi. Trời ơi là trời. Úi giời ơi, ngon. Triệu Vân, bố mày lại sợ mày quá. Kinh nhở. Triệu Vân, ô bạn, cáo trồn. Ai, đau. Bắn gì mà tí xíu máu vậy, eo su. Bế rồi gì, bắn cũng mất máu méo đâu. Trận nào lâu thấy eo su cái eo su. Bắn giờ có thấm mình đâu. Bắn giờ mất tí máu. Bật cái chiêu 2 lên, chắc bắn cả ngày không chết. Thật. AD đâu rồi? Ui giời, AD ơi, bạn lỡ lòng nào bạn chạy xuống dưới như thế. Bạn lại bỏ mặc cái thằng support đẹp trai khoai bự ở đường trên thế này. Thế bạn nó bắt cóc thì làm sao? Khổ quá. Đây nó bắt cóc tui nó về nó gọi là đòi tiền chuộc nó thì thấy vợ luôn đi nha đúng không? Giờ mình sẽ lên cho nó cái áo choàng thần ra nha mọi người. Đấy cho nó có sát thương một chút. Nó lao vào cái là mình hổ báo cáo trôi mình đập cái bạn luôn. Ngon. Ui giời rồi có dao chanh rồi có dao chanh được mặt kệ mấy cậu luôn đấy. Nghe nói các bạn xanh các bạn ảo tưởng đúng không? Xanh thì ảo tưởng đúng không? Em lấy em ăn. Đây định mày mày lỡ đồng nào ăn cái con bùa đỏ của người ta. Trời ơi, tôi quấn cái con bùa đỏ của em, con cua te cái mông của nó rồi. Thế mà cuối cùng nó vẫn có tình nó ăn mấy cái con bùa đỏ của mình. Mày biết cái công sức của mình ăn cái con bùa đỏ nó rất là lâu không? Tôi là một vị tướng đỡ đòn mà ăn cái con bùa đỏ nó lâu lắm. Thế mà nó lỡ đồng nào nó ăn của mình. Thằng này láo toét nhờ. Vừa bẩn nhờ. Này, hãy xem thôi. Chà, bẹt. Cái méo thì chơi ba đến chiêu 1 nó hụt được thế nào nhỉ? Vô ba vô vẩn. Vô tay. Tay mình xanh quá. Xanh như bánh xe bò luôn. Wow. Hay. Vô. Dừng đâu rồi? Voi đâu? Trời ơi, chúng nó về nhà hết vậy. Ăn thì ăn rồng, ăn giấy đi. À đây, con hàng đây rồi. Lạc đường lạc lối à? Úi giời ơi thơm. Lạnh lùng vô cảm. Ê, Alistair. Mình tính. Trời nó đứng núi trong trụ ngoài. Luôn, quánh luôn này. Sợ bạn quá cơ á. Nào làm sao? Ái, bẹt chá. Lên trời sướng không? Đâu không? Phải không? Phải lắm. Đó, lên áo chẳng băng giá. Áo chẳng thần da chỉ quên. Băng giá méo đâu. Có băng đâu mà giá. Đây. Cố lên, sắp thắng rồi. Trời ơi, tôi hỗ trợ 7 mạng luôn. Anh chị cho em vài kill được không? Đấy, mình cứ gọi là support nhưng mà mình gọi là máu gọi là KS của mình nó cứ nổi lên. Không được mạng nào thì hơi bị nhục với mấy anh chị em đang xem clip của mình đây. Vì thế nên là em mình có thể nhường mình được mạng được không? Đấy, năn nỉ gì ơi như vậy đó. Mà không nhường thôi, chỉ có thôi biết sao rồi. Đâu. Đi đâu con sâu. Con sâu, không có ai hết trơn. Thôi chắc là lo ăn con rồng đi ha.
chuẩn bị có dòng siêu cấp gọi là bạo chúa khổng lồ đó các bạn, các con dòng thoải mái đấy. Còn vấn đề này kênh các bạn cứ để tôi lo, xem bạn mà ai mà ý kiến đi cò ra đây tôi phang chết. Ăn dòng đi. Ai đi support ăn dòng này kìa, ngon. Các bạn cứ ăn dòng thoải mái, tem nó sẽ không bao giờ bén mảng được với tới khu vực con rồng đâu. Cứ ăn đi, cứ ăn đi. Quay. Chơi nó đi. Bẹt. Chơi nó nè. Ôi giời, một kill. Trời ơi, mừng quá. Mừng quá con cua luôn. Trời ơi, eo su làm gì đây? Eo su nó bắn mình à? Trời, tôi cứ tưởng con mua nó đốt cơ. Nó chả thấm tí nào. Có một tay con rồng rồi đây. Hút nó. Hút quả mông nó. Quánh nó liền chứ. Nào, băng trụ đập luôn. Ây da. Bẹt. Trời ơi, cứu em. À, cứu em ơi, cứu. Sao không ai cứu em vậy? Úi giời ơi. Chút xíu là sống rồi đấy. Cái thằng Diêu nó bay vào chân, nó bảo chưa cuối đau quá. Khốn nạn, thằng khốn nạn, cái vật này nó đánh mình đau quá, chảy đau luôn. Thế này em lao vào trụ em làm cái úi cái gì mà cuối cùng chạy được kêu nào. Vãi luôn. Buồn như con chuồn chuồn. Kêu cứu rồi chả ai cứu. Khó quá. Tôi định tính không sao. Tem mình nó xanh như cái bánh xe bò cơ mà. Đâu có phải là yếu đuối như con cái chuối đâu. Đúng không? Vô. Chơi nó đi. Let's go baby, ok. Mà đấy mình bút phụ trợ rồi, cấp cứu rồi này. Vẫn không sống được. Tại vì trụ nó bắn rát nữa. Trụ bắn rồi. Con Diêu nó bật chữ cuối. Đau quá, đau luôn. Rồi. Áo choàng à, áo giáp gai à rồi đấy. Bài hỏi sao quánh đồng đội tôi. Trời ơi, sao quánh đồng đội tôi. À, đồng đội tôi đâu hết rồi. Sao quánh đồng đội tôi à? Đồng đội ơi, tôi tới đây. Chơi đó. Đúng rồi, con giời này. Bẹt đầu này, xạo xạo hả? Bạn nghĩ mình là ai cơ? Giúp bơ bửa men à? GG đi các mẹ. Ai vậy? Ông John hả? Ôi giời, ông này, ông tự tin khoe cá tính à. Nghĩ sao vậy? Đấy, mình ra mình dình đấy. Hàng hóa hả? Ơi. Ố, sao nó biết mình trong này nhở? Ôi rồi. Bơi vào đây. Không sợ nha, ngon. Lưu thêm bạn nha. Ơi. Bạn xấu xa này. Bạn xấu xí này. Xấu xa này. Chơi luôn này. Ai chạy đâu. Đâu cậu ơi. Tha em cậu ơi. Ôi trời ơi, may quá, một cái phụ trợ cấp cứu kịp thời. Không là chết rồi. Tự nhây luôn đấy, rồi làm gì nhau. Ôi trời ơi, méo đau tí nào. Không hù gần đâu mà đau. Có chiếc cuối đây rồi. Eo ơi, em bạn nó đông thế. Trời ơi, em nó đông như quân nguyên luôn. Tôi tới đây. Bẹt đầu này. Trời ơi, không thể đỡ được. Triệu Vân tem mình ơi. Sao mà anh yếu đuối vậy. Ui, có hàng. Hái xem tao đây. Chơi bạn luôn nè. Ê, cứu em. Cứu em, tha. Chạy. Nhanh lên. Trời ơi. Thua là thua thế nào? Bạn nghĩ sao mà kêu thua vậy? Bạn định được hướng nặng quá. Úi trời ơi, Murat nó tới nó vết máng kìa. Murat vết máng kìa, đúng rồi. Cố lên anh, chém gió. Đúng rồi, hay nhắm. Trời ơi, hay nhắm luôn ấy. Voi đi chung cái. Đấy voi kìa. Bây giờ nó chuyển hướng qua, nó kêu con voi đi chung nhá. Nó không cần cái thằng support đẹp trai quay bự này nhá. Được rồi. Voi đâu? Bảo kê AD kìa. Tôi bây giờ tôi không còn bảo kê AD được nữa rồi. Tại vì nó AD nó bây giờ nó cần voi không à. Đấy. Nó vì nghĩa quên thân và vì dân phục vụ. Quên. Nó vì tiền, nó quên bạn luôn. Đấy, khó quá. Sam xí đú à. Đem nó tới ăn thật thần à. Được. Tôi tới đây mấy anh ơi. Đúng rồi voi ơi. Quýnh cái quả Aletto á. Voi mới cả Mina gặp ấy luôn. Aletto mới cả Mina gặp voi thì bẹt đầu thôi, chả làm được cái gì đâu. Phế ngay. Hai con đó mà gặp cái con vị tướng Châu Na này coi như là phế thuộc tập luôn. Không phải là phế mà nó kiểu như không có tác dụng mấy với tem. Quá ngon luôn. Đúng là trận này pick vị tướng Châu Na hợp lý. Chơi cậu luôn, hợp lý. Chơi cậu luôn này, láo nhau này. Bay vào mà kiếm chuối này, dễ ăn của ngoại quá hả? Hay sao? Bạn nghĩ mình là ai? Ôi ơi, kéo tôi vào luôn kìa. Tôi sợ quá cơ. Tôi đập play luôn, quay vào luôn này. Vô không? Chơi không? Bắn đi này. Ui trời ơi, đau quá. Chả thấm máu tí nào. Đứng lại cho bắn luôn này. Bay vào đây. Vô. Quốc nó đi. Vô, quốc vào đây.
bay vào đây một quất nè. Quất coi đi, đừng cho ba má nó ai, ba má nó ai làm sao quất được nó đây, chơi nó luôn. Sợ à? Thế bạn bên kia sợ à? Dám ra khỏi nhà không? Rồi mình lại quéo càng cua nó rồi. Đi chung cái mày, đúng rồi. Đi chung cái mày. Kêu con voi á, đi chung cái mày. Bảo bạn mà bảo tớ đi cùng là tớ gọi là giúp đỡ cậu rồi đấy. Kêu con voi không kêu mình. Mình ghét, mình đi giết cái bạn luôn. Không đi cùng AD nữa, cho AD chết chơi. Đi chung cái mày. Mày đi chung cái coi. Cút nạn, thằng cút nạn châu na này. AD nó năn nỉ như thế rồi, vậy mà cuối cùng nó vẫn lạnh lùng vô cảm được. Vớ va vớ vẩn, đúng không mọi người? Thế này cuối trận căng quá. Không công được, bây giờ nó ăn được tà rồng hoặc là ăn được tà thần, nó quét sạch tay mình một cái là coi như là nó thắng luôn rồi đấy. Adu. Theo xuống bắt đầu bắn đâu rồi đó. Đi chung cái mày này. Chơi nó luôn nè. Chơi luôn này. Cái pha đấy á, vị tưởng châu na và châu cuối mình không thể bị làm choáng luôn thì phải không ta? Mình thấy rõ ràng cái lao của Slim nó lao vào người mình mà mình đâu bị choáng đâu, nên nó không đủ tầm ấy nhở. Ui trời. Có chuối không? Bật chú cuối. Diêu bạn bật chú cuối như thế là quá là sai lầm rồi. Người nó đông như thế này bật chú cuối làm gì thấm được. Bơi vào đây mà kiếm chuối này. Salim ơi. Chiu. Bẹt nè. Vài hàng. Thế là thắng rồi. Chà. Quá ngon. Ngon không? Quá ngon. Đó, đi test thị trường Arduino á mọi người ạ. Trận này là trận thứ hai chứ mấy. Trận này nãy thắng, trận này thắng, và tỷ lệ thắng của mình là 100%. Ghê không? Ghê quá, ghê luôn. Sợ quá luôn. Sợ quá. Mọi người thấy á, vị tướng Arduino này đi support ngon hay là đi đường tà thần ngon? Theo mình thấy đi đường tà thần cũng được nhỉ. Support thì cũng tốt. Nó mà xanh lên mà nó trâu đừng có hỏi luôn ý. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip của mình nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ, nhớ ấn like để ủng hộ mình nha. Đấy, các bạn ấn like đi, cho mình xin một like. Các bạn phải căng thẳng, khó khăn với mình là gì nhỉ? Mình rất là vui nhỉ các bạn. Ấn like cho mình, đó, ui giời ơi. Cho 2 like liền, cho mấy ông này 2 like liền. Đấy, ngon ngay. Rồi, chúc các bạn xem video vui vẻ. Mất chiếc dép à? Vãi cả mất một chiếc dép. Trời ơi, Triệu Vân phế hơn của mình nữa hả? Ngon, Murat 6-1 mà vẫn yếu hơn mình. Ghê.